Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông báo kết luận số 395 ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký ban hành quyết định về việc áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Kiên Giang, bắt đầu từ 0 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến khi có quyết định mới. Theo nguyên tắc, lấy xã phường thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với một xã, hai thị trấn thuộc huyện Hòn Đất gồm xã Bình Giang, thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến khi có quyết định mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương, thống nhất với cấp ủy cùng cấp quyết định việc thực hiện các biện pháp bổ sung về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý, với yêu cầu nhanh hơn, cao hơn, quy định tại chỉ thị 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số ấp, khu phố và xã phường thị trấn thuộc huyện Châu Thành, Kiên Lương và thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến khi có quyết định mới. Cụ thể, huyện Châu Thành, khu phố Minh An thuộc thị trấn Minh Lương, huyện Kiên Lương, thị trấn Kiên Lương, ấp Hòn Trong, Bãi Giếng, Ba Trại, Hòn Trẹm thuộc xã Bình An, thành phố Rạch Giá, khu phố Võ Thị Sáu và khu phố Nguyễn Trãi thuộc phường Vĩnh Thanh, khu phố Nam Cao thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Hà Tiên, phường Mỹ Đức, thành phố Phú Quốc, phường An Thới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian này thực hiện nghiêm triệt để giãn cách xã hội theo nguyên tắc ai ở đâu ở đó, cách ly người với người, nhà với nhà, khu phố ấp với khu phố ấp, xã phường thị trấn với xã phường thị trấn để triển khai hiệu quả, thần tốc xét nghiệm sàng lọc, phát hiện và nhanh chóng đưa F0, cách ly triệt để F1, quản lý chặt chẽ F2 để nhanh chóng cắt dứt các chuỗi lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố thống nhất với cấp ủy cùng cấp quyết định việc thực hiện các biện pháp bổ sung về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý, với yêu cầu nhanh hơn, cao hơn, quy định tại chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xác định giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh, phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả việc giãn cách xã hội, kịp thời việc cách ly và cắt đứt nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, tuyệt đối không để chặt ngoài lỏng trong, bảo vệ được thực chất các vùng xanh, cô lập được các vùng đỏ ở phạm vi hẹp nhất. Tranh thủ thời gian để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để dịch bệnh lây lan, tập trung triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 theo hướng dẫn, khẩn trương tổ chức ngay các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa, vật tư, phục vụ cho phát triển sản xuất, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế tại các địa phương. Tiếp tục kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nông thủy sản, cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để phục hồi phát triển sản xuất gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trường hợp các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định thì phải tạm dừng hoạt động. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh và kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố vào địa phận tỉnh Kiên Giang, đồng thời tiếp tục duy trì các chốt liên huyện. Riêng đối với việc đi lại trong nội ô huyện, thành phố, giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ động quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục cho học sinh học qua môi trường Internet và trên đài truyền hình đến khi có thông báo mới.